À, xin chào các bạn, ta lại tiếp tục học ở cái chương là kéo nghe đúng tâm. Thì ở phần này là chủ yếu là chúng ta nghiên cứu về những cái đoạn cái trục chịu lực mà nó có ba cái phần như thế này, rồi là có cái lực phân bố đều như thế này. Rồi chúng ta vào bài học nha. Ở đây ta hai phần trước ta có bài số 7 rồi, bây giờ ta sang bài số 8 nha. Thì đầu đề người ta cho cái trục chịu lực như hình vẽ với cái diện tích là F1 bằng 5 cm, F2 bằng 10 cm, F3 bằng 15 và các lực tải trọng tập trung là P1, này P2, P3 và cái lực phân bố đều ở cái đoạn là CD với cái quy nhỏ bằng 70 kN trên mét. Và đây có ba cái đoạn mà có khoảng cách là A, 3A và 2A và giá trị của A là 0.5. Người ta yêu cầu chúng ta làm thứ nhất là vẽ cái biểu đồ nội lực trên trục. Thứ hai là kiểm tra cái điều kiện bền với sigma cho phép, sức bền cho phép ấy, bằng 14 kN trên cm vuông. Thì để xác định được vẽ biểu đồ nội lực thì chúng ta phải sử dụng các cái mặt cắt tưởng tượng, là ví dụ đoạn AB ta dùng là 11 này, đoạn BC ta dùng 22 và đoạn CD chúng ta dùng 33. Từ đó chúng ta sẽ tiến hành xác định các cái nội lực và chúng ta vẽ biểu đồ nhé các bạn. Thứ nhất này là vẽ biểu đồ nội lực, thì đầu tiên các bạn xét ở trên cái đoạn AB này thì dùng mặt cắt 11 có điểm gốc là tại điểm A, tọa độ là Z1 biến thiên từ 0 cho tới A. Rồi sau đó chúng ta tiến hành là xét cân bằng trên phần phía trên á, cái phần phía trên của dầm này thì chúng ta có được một cái phương trình. Sau khi chúng ta dùng cái mặt cắt 11 á, thì để cân bằng thì chúng ta phải thêm một cái nội lực là N1 như thế này. Thì khi đó là gì ạ? Là giả sử tôi lấy cái theo cái chiều dương là chiều của N1 thì ta sẽ có N1 này và cộng với P bằng 0, là khi nó cân bằng suy ra là N1 của chúng ta sẽ bằng trừ P1 và bằng trừ 50 kN. Thì cái giá trị này nó nhỏ hơn 0, đồng nghĩa với việc là gì ạ? Cái đoạn AB là cái trục này là chịu nén nha các bạn. Thứ hai này, sau khi ra xong đoạn AB chúng ta sẽ xét đến đoạn BC, thì tương tự như vậy chúng ta dùng cái mặt cắt 22 và gốc cũng tại điểm A, có tọa độ là Z2 là từ 0 cho tới 4A. Thì các bạn nhớ trong trường hợp mà chúng ta xét cái đoạn 2 đây này, trong trường hợp ví dụ như cái đoạn BC này biến thiên này, thì chúng ta có thể sử dụng là cái Z2 từ cái điểm B đây về cũng được nha các bạn. Thì là khi đó là A cộng với Z2. Cái phương pháp thứ hai là chúng ta có thể lấy Z từ cái điểm gốc này cũng được. Nói chung là phương pháp nào thì cũng cho ta một kết quả là giống nhau. Thì xét cân bằng ở phần phía trên của dầm cái đoạn là AC, thì khi đó chúng ta sẽ có là gì ạ? Là N2 đi xuống mang dấu dương, P1 đi xuống mang dấu dương và P2 là mang dấu âm. Từ đó chúng ta cho nó cân bằng và chúng ta suy ra là N2 của chúng ta sẽ bằng P2 trừ P1 và tương tự giá trị của nó là bằng 50 kN, thì nó lớn hơn 0, thì đồng nghĩa với việc trong đoạn BC của chúng ta là dầm chịu kéo. Cái đoạn thứ ba này là cái đoạn CD, thì ở đây là phân bố đều, thì như thầy vừa mới nói ấy, chúng ta có hai cách. Một là chúng ta lấy Z3 từ cái điểm A này đến cái mặt cắt 33, hoặc là chúng ta có thể lấy là từ cái điểm C đến mặt cắt 33. Nói chung là hai cách đều có cái giá trị là như nhau khi chúng ta làm đáp án nha, là giống nhau. Thì ở đây á, thầy sẽ lấy từ điểm A là điểm gốc nha. Chúng ta dùng cái mặt cắt 33 và gốc là tại điểm A, thì tọa độ Z3 của nó sẽ từ 0 mà cho tới, ở đây là cho tới 6A. Tuy nhiên là cái phần A và 3 chúng ta xét rồi, chúng ta chỉ còn CD thôi. Như vậy là chúng ta chỉ xét cái Z3 nằm trong khoảng từ, ở đây là 4A cho tới 6A nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta tiến hành là cân bằng cái phần phía trên của dầm thay bằng N3. Thì khi đó là chọn chiều theo chiều của N3, chúng ta sẽ có N3 này cộng với P1 trừ P2 cộng với P3. Và là gì ạ? Là cái đoạn mà chúng ta lấy là Z từ cái điểm A, cho nên cái đoạn mà chúng ta đang xét này là từ C đến Z3, thì nó sẽ bằng là Z3 mà trừ cho 4A nha các bạn. Đây, cái giá trị lực chúng ta quy về lực tập trung thì quy nó sẽ bằng cái đoạn là Z và trừ 4A là cái đoạn này các bạn. Còn nếu các bạn mà lấy từ C về đến mặt cắt 33 thì chúng ta là nhân với A nha các bạn. Đó. Rồi chúng ta cho nó cân bằng, từ đó chúng ta sẽ suy ra là cái giá trị sau khi ước lược đi thì chúng ta sẽ còn là N3 nó sẽ bằng trừ 10 trừ đi 70Z. Thì ở đây chúng ta nhận thấy đây chính là hàm bậc nhất. Như vậy là gì ạ? Chúng ta phải xác định cái biểu đồ có hàm bậc nhất bằng cách chúng ta cho cái giá trị của cận đầu, đỉnh đầu và đỉnh cuối, thì khi đó chúng ta sẽ vẽ được đường thẳng nhé các bạn.
Ở đây là gì ạ? Như tôi nói là chúng ta xét từ cái giá trị mà 4A cho tới 6A. Vì vậy đầu tiên chúng ta cho cái giá trị Z ra bằng 4A. Và cái giá trị A người ta cho là 0,5. Suy ra chúng ta có cái giá trị Z bằng 2. Và chúng ta suy ra N3 của ta bằng trừ 150 kN. Cái giá trị này nó nhỏ hơn 0, đồng nghĩa với việc là cái dầm này đoạn chịu nén. Rồi tiếp theo chúng ta thay cái giá trị của cái cận phía dưới bằng cái giá trị Z bằng 6A. Và chúng ta thay số vào, chúng ta được bằng 3. Và tương tự như vậy, N3 chúng ta cho cái giá trị là trừ 220 kN. Như vậy nó cũng chịu nén. Thì sau khi có các kết quả như trên hình, chúng ta sẽ tiến hành là vẽ biểu đồ. Thì chú ý nè, là thông thường đối với vẽ biểu đồ của lực dọc á, thì cái giá trị dương á, nó sẽ nằm bên phải và giá trị âm nó sẽ nằm bên trái nha các bạn. Đây là thường thường như vậy thôi. Nếu mà các bạn làm bên phải bên trái cũng được, nhưng mà thường thường người ta là quy định là cái phần dương nó sẽ nằm bên phải và âm nằm bên trái. À, chú ý này là ở đây là chúng ta không cần biểu thị các giá trị âm hay là dương. Thì khi âm dương các bạn khoanh tròn ở cái vùng có cái nội lực là dương thì chúng ta khoanh tròn và chúng ta ghi dấu cộng. Còn nếu phụ âm thì chúng ta ghi dấu trừ, và trên cái biểu đồ này chúng ta ghi giá trị là số. Ví dụ đây là 50, đây là 50. Và là khi chúng ta nhìn vào biểu đồ chúng ta sẽ biết được là gì ạ? Ở bên này đây chính là trừ 50 và bên này là cộng 50. Rồi tiếp theo cái ý 2 của cái bài này là người ta yêu cầu là người ta kiểm tra cái điều kiện bền với sigma bền của ta bằng 14 kN trên cm². Thì ở đây chúng ta nhận thấy nè, là cái giá trị mà có ứng suất lớn nhất là 220 kN. Như vậy là sigma bền của nó sẽ bằng là ở đây chúng ta sẽ có là giá trị là 220 chia cho 15 thì nó sẽ bằng là chia cho F ạ. Là đây là nội lực NZ cho phép mà chia cho diện tích của mặt cắt ngang. Và như vậy là chúng ta thay số vào chúng ta sẽ có xác định là 14,67 kN trên cm². Thì yêu cầu của bài toán này là để mà thỏa mãn điều kiện bền thì nó phải nhỏ hơn ứng suất cho phép. Nhưng mà ở cái bài toán này nó lớn hơn ứng suất cho phép, như vậy là nó không thỏa điều kiện bền. Đó. Cái bài số 2 này là bài số 9 ở cái phần này này. Thì người ta cho một cái trục chịu tải như hình vẽ với các lực P1, P2, P3, P4 và các giá trị là A như thế này. Và cái diện tích của cái trục này, cái trụ này có cái, hay là cái thanh này có cái giá trị là F bằng 12 cm². Và nó không thay đổi diện tích trên suốt chiều dài nhé các bạn. Người ta yêu cầu mình này là vẽ cái biểu đồ nội lực trên cái trục. Ý thứ hai là xác định tải trọng cho phép với cái ứng suất cho phép bằng 14 kN trên cm². Và trong cái phần 2 này có một phần giả sử là bây giờ tôi cho các giá trị P1, P2, P3 là không đổi nha. Phải xác định tải trọng trong trường hợp là P1, P2, P3 không đổi để tìm ra cái giá trị của cái mặt cắt này hoặc là cái trục này, người ta yêu cầu nha. Thì đầu tiên này cũng tương tự như vậy, là các bạn chúng ta dùng cái mặt cắt 1,1 trên cái đoạn phần phía trên để cho nó cân bằng và chúng ta thay vào cái giá trị N1 đây là lực dọc đây, N1 vào. Thì khi chúng ta cho cái giá trị nó cân bằng nó sẽ là chiều thì theo chiều của N1 nha. Thì N1 cộng với P. Và như vậy chúng ta thay số vào N1 nó sẽ bằng trừ 50 kN, nhỏ hơn 0. Như vậy là cái đoạn này dầm chịu nén. Sau đó là khi chúng ta xét đến cái phần đoạn thứ hai thì chúng ta dùng mặt cắt 22 và cái giá trị là Z2 có cái tọa độ từ 0 cho tới 3A như thế này. Và tương tự như vậy để nó cân bằng thì chúng ta cho cái giá trị N2, lực dọc N2 như thế này. Và là sau đó chúng ta viết phương trình cân bằng thì chúng ta sẽ có là N2 cộng với P trừ đi P2. Vì theo cái chiều của N2 thì là N1 dương và P1 dương và P2 là âm. Từ đó chúng ta cho nó cân bằng và chúng ta xác định được giá trị N2 bằng 50 kN. Như vậy cái giá trị này nó lớn hơn 0, đồng nghĩa với cái đoạn dầm thứ hai này của chúng ta là chịu kéo. Tiếp theo chúng ta xét đến cái đoạn thứ ba bằng cái mặt cắt 33 và chúng ta cũng có cái giá trị biến tin là Z3 như thế này. Và chiều của nó là chiều theo cái lực dọc N3 là chiều dương. Và khi đây chúng ta có thể xét ở cái đoạn từ 0 cho tới mặt cắt 33, hoặc là chúng ta có thể là lấy cái giá trị là từ 0 cho tới mặt cắt 33 cũng được. Từ 3A cho tới mặt cắt 33 như thế này cũng được. Nhưng mà cái yếu tố này nó chỉ ảnh hưởng ở trong trường hợp là các bạn là có cái lực biến thiên thôi. Còn bình thường nếu mà lực tập trung như thế này á, thì không, nó không có ý nghĩa nha các bạn. Chúng ta không có liên quan đến giá trị Z. Sau đó là gì ạ? Chúng ta cho cân bằng của cái mặt cắt 33 trên cái biểu đồ lực dọc N3 này
thì chúng ta có là N3 cộng V1 trừ V2 cộng V3 và chúng ta cho nó cân bằng. Từ đó chúng ta suy ra N3 của chúng ta bằng trừ 50 kN. Như vậy cái giá trị âm thì cái dầm này cũng là chịu nén nha các bạn. Cái đoạn thứ tư thì ở đây chúng ta dùng mặt cắt 44 và cũng làm tương tự như vậy, khi ta cho N4 vào để phương trình nó cân bằng. Rồi sau đó là gì ạ? Chúng ta suy ra N4 của chúng ta là bằng trừ 250 kN và nó nhỏ hơn 0. Sau khi ta đã có các cái giá trị lực dọc ở các đoạn tương ứng với các lực tập trung cho như đề bài, thì ở đây chúng ta tiến hành vẽ. Như thầy nói rồi là gì ạ? Ở cái phần dương là lực chịu kéo thì các bạn ghi ở với phần bên phải, còn mà cái dầm mà chịu nén âm thì các bạn ghi ở phần bên trái và ghi giá trị như thế này. Thì rõ ràng là gì? Ở đây ta thấy là cái mặt cắt nguy hiểm nhất là cái giá trị là 250 kN, tại vì cái giá trị là ở đây cái lực dọc là nó lớn nhất. Như vậy thì sau khi đã xác định được cái biểu đồ lực dọc và tìm được cái mặt cắt nguy hiểm thì nhất thì chúng ta tiến hành là xác định các cái kiểm nghiệm bền nhé các bạn. Ở câu số 2 là thì ta có sẽ có là gì ạ? Công thức sigma này nó sẽ bằng là cái lực dọc NZ cho phép mà trên cái diện tích của cái thanh hoặc là cái trục chịu lực. Thì khi đó chúng ta sẽ có đây là nguy hiểm nhất hay là lớn nhất, đó chính là cái giá trị NZ bằng 250 và cái diện tích F bằng 12, là tại vì cái trục này là không thay đổi diện tích nha. Từ đó chúng ta tính ra được là nó bằng khoảng là 20.83 kN trên cm vuông. Như vậy là nó lớn hơn ứng suất cho phép bằng 14. Vậy là cái dầm hoặc là cái trục này là không thỏa mãn cái điều kiện bền. Thì người ta yêu cầu mình hãy xác định cái tải trọng cho phép, giả sử các giá trị P1, P2 và P3 là không đổi. Thì bây giờ là gì ạ? Là khi chúng ta tính toán này thì ở đây chúng ta sẽ là gì ạ? Là cho cái sigma này này. Ở đây chúng ta thay số nha. Thì NZ nó sẽ bằng là sigma cho phép nhân với F. Và ở đây chúng ta lấy là gì ạ? Giá trị sigma cho phép bằng 14 và nhân với diện tích F bằng 12 khi chúng ta có 168. Rồi đó là gì? Chúng ta thay giá trị của NZ bằng các giá trị là trừ P2 cộng P1 cộng P3 và cộng P4, nó sẽ nhỏ hơn là 168. Từ đó chúng ta suy ra là cái P4, cái lực xác định P4 của ta nó phải nhỏ hơn là 118 kN. Như vậy là cái dầm này thỏa mãn điều kiện bền khi và chỉ khi cái giá trị của lực P4 nó nhỏ hơn hoặc bằng 118 kN. Cái bài tiếp theo là bài số 10, thì người ta cho cái trục chịu lực như hình vẽ như thế này. Thì ở đây chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ? Cái diện tích các cái đoạn là AB, BC và CD có cái giá trị khác nhau. Và ở đây chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ? Cái diện tích của cái thanh hay cái trục này đây chính là diện tích hình tròn, và có cái lực đoạn là CD này là phân bố đều. Và các giá trị ở đây là đầu đề người ta cho như thế này. Rồi người ta yêu cầu mình hai cái vấn đề. Thứ nhất là vẽ biểu đồ nội lực ở trên trục hay là biểu đồ lực dọc ấy. Thứ hai là người ta kiểm tra cái điều kiện bền với các giá trị cho như thế này. Rồi chúng ta vào nội dung của bài nhé. Đầu tiên này, cũng tương tự như vậy là chúng ta sử dụng cái mặt cắt 11 cho cái đoạn AB và cái giá trị của Z của nhà tôi là từ A mà cho tới B. Rồi là gì ạ? Tôi cho nó cân bằng. Khi chúng ta cắt bằng lực nội lực dọc N1 thì khi đó phương trình nó cân bằng và tôi suy ra cái giá trị N1 của ta nó bằng trừ 200 kN và nó nhỏ hơn 0, đồng nghĩa với việc cái đoạn AB này là dầm chịu nén. Tiếp theo là chúng ta sử dụng cái mặt cắt 22 cho cái đoạn BC và chúng ta cho nó cân bằng bằng cách là đưa cái lực dọc N2 vào đây và ta cho nó cân bằng, thì cái đoạn AB này nó sẽ chịu hai lực là N1 và cái lực P như thế này. Cho dùng mặt cắt 22 này và cái Z của 2 của ta nó từ 0 mà cho tới 2A như thế này, tại vì cái phần này không có lực phân bố đều nên mà nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều nhé các bạn. Rồi đó là do đó là gì ạ? Chúng ta xét cân bằng khi chúng ta cho N2 vào thì chúng ta sẽ có N2 cộng P1 trừ đi P2 bằng 0, và từ đó chúng ta suy ra, chuyển vế đổi dấu, chúng ta suy ra là N2 của ta bằng trừ 50 kN, như vậy là nó cũng nhỏ hơn 0. Vậy cái đoạn AB này là dầm chịu nén. Tiếp theo là chúng ta sử dụng cái mặt cắt 33 cho cái đoạn CD. Và các bạn lưu ý này, cái đoạn CD đây là lực phân bố đều nha các bạn. Đấy. Thì ở đây có hai cái cách như tôi nói rồi. Bây giờ tôi lấy cái đoạn Z3 từ C đến cái mặt cắt 33 cũng được, hoặc là tôi lấy từ A. Nhưng mà ở cái dạng series này á, thì thường thường là tôi lấy từ cái điểm A mà cho tới mặt cắt 33. Thì bằng cách là gì ạ? Sau khi cắt xong thì tôi cho cái N3 vào để cho phương trình nó cân bằng. Thì khi N3 cho vào phương trình cân bằng thì chúng ta sẽ có là N3 cộng P1 trừ V2 cộng với P3.
và cộng với cái đoạn lực biến thêm từ C cho tới mặt cắt 33 bằng cách là gì ạ? Quy nhỏ mà nhân với cái đoạn từ C đến mặt cắt 33 này thì có phải nó bằng là Z3 mặt trừ cho 4A, đây Z3 trừ 43, và tôi cho nó cân bằng. Từ đây tôi suy ra là N3 nó sẽ bằng 50 trừ đi 100Z. Như vậy là cái đoạn CD này, đây chính là hàm bậc nhất. Vậy thì để xác định được cái biểu đồ cái đoạn CD này, chúng ta chỉ cần xác định hai cái giá trị của cận là cận trên và cận dưới. Thì như vậy là ở đây như tôi đã nói rồi, chúng ta chỉ cần xét ở cái giá trị là C của ta, cái điểm Z nó bằng 4A và cái đoạn cuối cùng của nó bằng 6A là được rồi, không phải cần phải xét từ cái điểm 0 nhé các bạn. Rồi đây chúng ta cho, thứ nhất là chúng ta cho là Z bằng 4A chẳng hạn, thì ở đây chúng ta thay số giá trị vào, rồi chúng ta suy ra được cái giá trị N3 của ta bằng trừ 350 kN. Và tiếp theo chúng ta cho cái giá trị là bằng 6A, cái cận dưới ấy, thì nó là suy ra cái giá trị N3 bằng trừ 550 kN. Như vậy là từ đầu và cuối của cái đoạn CD, đây cũng là giá trị âm, đồng nghĩa với việc là cái dầm này là chịu nén. Thì sau khi có các cái giá trị, chúng ta sẽ vẽ biểu đồ như thế này. Đây chính là cái biểu đồ lực dọc của cái thanh hay là cái trục cho như cái bản vẽ bài hôm nay, đúng nha các bạn. Đây thì cái đoạn đây là lực biến thiên thì nó là cái hàm bậc nhất như thế này. Cái câu 2 này thì người ta yêu cầu mình kiểm tra cái điều kiện bền với sigma. Ở đây là gì ạ? Là trong cái bài toán này này thì chúng ta cho, người ta cho chúng ta là cái diện tích của ba cái đoạn có cái diện tích khác nhau. Vì vậy chúng ta không thể xác định được cái đoạn nào là nguy hiểm nhất trừ khi chúng ta phải tính nó ra. Và ở đây chúng ta phải tính nó ra bằng ba cái giá trị là sigma 1, sigma 2 và sigma 3. Như vậy là gì ạ? Bây giờ chúng ta mới kiểm tra này. Đầu tiên chúng ta lấy sigma 1 thì ở đây cái đoạn sigma 1 phần trên này là 200 đấy các bạn. Rồi chúng ta cho cái diện tích là F1 hay F ban đầu á, thì giá trị chúng ta thu được là bằng 40 kN/cm². Như vậy là nó nhỏ hơn, là lớn hơn 14. Vậy là trong cái kiểm nghiệm bền thì cái đoạn này là không thỏa cái điều kiện bền. Thứ hai là chúng ta tính sigma cho cái đoạn thứ hai bằng cách chúng ta thay cái giá trị tuyệt đối, tức là lấy giá trị dương nha, còn chiều đó là nén hay kéo thôi. Còn về giá trị khi chúng ta tính sigma thì chúng ta phải giá trị dương. Như vậy là gì, ở cái đoạn 2 chúng ta có cái lực dọc là NZ2 nó bằng 50 và diện tích của nó bằng 10 và tính ra bằng 5 kN. Như vậy là nó nhỏ hơn ứng suất cho phép, đồng nghĩa với việc là cái đoạn này là thỏa điều kiện bền. Tiếp theo chúng ta tính sigma 3 cho cái đoạn là thứ ba thì chúng ta có cái lực dọc là NZ3, thì ở đây nó có hai giá trị là 350 và 550, thì đương nhiên cái nguy hiểm nhất phải là 550 nha các bạn. Sau khi tôi thay 550 vào thì tôi có cái giá trị của nó bằng 36,67 kN/cm². Như vậy nó cũng lớn hơn sigma cho phép 14 kN/cm² và cái đoạn này là không thỏa điều kiện bền. Thì ở một số cái đề người ta yêu cầu là gì, nếu mà kiểm tra mà không thỏa điều kiện bền thì các bạn phải tính lại và các giá trị thì chúng ta sử dụng công thức này. Ví dụ người ta yêu cầu mình thiết kế lại thì ta có thể là thay F hoặc thay N thì nó đều có, và trong series bài này có một cái bài người ta yêu cầu mình tính lại nha các bạn. Cái bài số 11 này là người ta cho cái chịu lực như hình vẽ đấy các bạn. Ở cái lực này á là chúng ta thấy này, từ đầu đến giờ thì chúng ta thấy là cái bài của chúng ta là hình tròn, còn ở bây là hình vuông. Cái thứ hai này, ở cái bài toán này người ta cho chúng ta có 3 đoạn nha. Và đây là lực phân bố, ở đây không có lực phân bố đều mà đây là lực tập trung nhé các bạn. Người ta yêu cầu mình hai cái ý, thứ nhất là vẽ cái biểu đồ nội lực. Cái phần thứ hai là người ta yêu cầu mình kiểm tra cái điều kiện bền với sigma cho phép bằng 14 kN/cm². Chúng ta nội dung của bài ha, vào nội dung bài làm thì cũng tương tự như các dạng bài kia thôi. Bây giờ chúng ta sử dụng các mặt cắt 11 này, 22 và 33 trên ba cái đoạn, rồi đó chúng ta xác định lực dọc ha. Đầu tiên này, ở cái phần phía trên cùng là chúng ta sử dụng cái mặt cắt 11 và để cho nó cân bằng thì chúng ta cho vào cái lực dọc N1, và khi nó cân bằng thì ở đây chúng ta cái phương trình chúng ta chỉ có hai lực là N1 và P1, thì suy ra chúng ta có N1 bằng trừ P1, như vậy là cái đoạn này là nhỏ hơn không và chịu nén. Tiếp theo ở cái mặt cắt ở cái đoạn 22 thứ hai này là chúng ta sử dụng cái mặt cắt 22, và tương tự như vậy để cho nó cân bằng thì tôi cho cái giá trị N2 vào đây thì cái phương trình nó cân bằng nhé các bạn, cho cái N2 vào đây để cho phương trình cân bằng. Rồi đó, sau khi đó thay các giá trị lực P1, P2 và N2 vào thì tôi xác định được là cái N2 bằng trừ 50 kN. Như vậy cái giá trị lực này nó cũng nhỏ hơn không. Vậy cái đoạn thứ hai là cái dầm của chúng ta chịu nén. Rồi tương tự như vậy là chúng ta sử dụng cái mặt cắt 33 cho cái đoạn là thứ ba này,
Và là gì ạ? Tôi để cho nó cân bằng thì tôi cũng cho cái lực dọc N3 vào như này. Nhưng ở đây là gì ạ? Chúng ta có thể xét là Z3 từ 0 cho tới 4A. Tại vì nó không có liên quan nha. Còn nếu trong trường hợp là cái đoạn biến thiên này thì chúng ta phải xét từ cái mặt cắt từ phần lực V3 tập trung này đến mặt cắt 33. Tại vì cái phần phía trên ấy, nó không liên quan nha. Rồi sau đó gì ạ? Chúng ta cho cân bằng và chúng ta suy ra cái giá trị N3 của ta là bằng trừ 170 kN, nó cũng nhỏ hơn 0 và nén. Rồi sau đó là các bạn là chúng ta vẽ biểu đồ như thế này, đơn giản như thế này thôi. Các giá trị âm thì nằm bên trái, còn dương thì nằm bên phải. Cái bài này thì người ta yêu cầu mình là kiểm tra cái điều kiện bền với sức ma cho phép bằng 14, thì các bạn thay vào thôi. Ở đây chúng ta sẽ có là cái chỗ nguy hiểm nhất là cái đoạn thứ ba, và mặt cắt của nó là lực của nó là P3 bằng lực cắt N3 của nó bằng 170, thì chúng ta đã có sigma sẽ bằng là NZ3 cho phép và chia cho F, thì như vậy chúng ta thay số vào nó sẽ bằng 12,5 kN trên cm². Với cái giá trị này thì nó nhỏ hơn là ứng suất cho phép, vậy là cái dầm này là thỏa cái điều kiện bền nha các bạn, hay là cái trục chịu lực này thỏa điều kiện bền. Đấy, bài số 12 này thì nó khó hơn các bài trước một chút này, các bạn để ý này, là các thông số thì người ta cho ở bên này rồi các bạn nha. Ở đây chúng ta thấy là có cái đoạn đầu tiên là cái lực phân bố đều, và cái đoạn thứ ba là cũng có lực phân bố đều. Như vậy là gì ạ? Là như tôi nói rồi là gì, chúng ta phải xét cái giá trị Z nha. Thì ở trong trường hợp đây thì chúng ta xét từ 0 rồi đến 2A thì dễ rồi. Nhưng mà cái đoạn thứ ba này chúng ta phải xét từ 3A mà cho tới 4A nha các bạn. Rồi cái người ta yêu cầu mình là kiểm tra cái điều kiện bền của trục với ứng suất cho phép bằng 14. Và thứ hai là nếu không thỏa điều kiện bền thì yêu cầu các anh chị chúng ta phải thiết kế lại nha các bạn, thiết kế lại trục. Chút xíu nữa chúng ta sẽ thiết kế lại. Thì ở đây ta thấy này, là muốn xác định được cái điều kiện bền thì đương nhiên rồi, chúng ta phải vẽ biểu đồ lực dọc ha. Thì ở phần này tôi nói nhanh nha. Đây, chúng ta cũng sử dụng mặt cắt 11, ta cho cái N1 vào cái phương trình và nó cân bằng giá trị bằng 0 như thế này. Nhưng các bạn chú ý này, ở cái phần 1 này có cái lực biến thiên. Như vậy là gì ạ? Chúng ta phải lấy cái giá trị biến thiên của nó là Q và nhân với Z1 như thế này. Từ đó chúng ta suy ra N1 của chúng ta bằng trừ P1 và trừ cho QZ. Ở đây là gì ạ? Đối với cái hàm biến thiên này, nó N1 nó là hàm bậc nhất, hay là lực dọc là hàm bậc nhất. Như vậy chúng ta lấy cái cận đầu tiên là giá trị Z bằng 0. Chúng ta suy ra N1 bằng trừ 10. Và chúng ta lấy cận bằng 2A cái đoạn đầu tiên nha. Thì suy ra N1 bằng trừ 30. Như vậy hai cái giá trị âm là nó chỉ nén. Cái đoạn thứ hai này, chúng ta sử dụng cái mặt cắt 22 cũng tương tự như vậy. Nhưng mà các bạn nhớ này, là để cho nó cân bằng thì ta đưa vào cái N2 vào. Và thứ hai này, ở cái đoạn biến thiên, lực biến thiên nó nằm ở trên cái đoạn thứ nhất, nhưng mà chúng ta xét cái đoạn thứ hai đồng nghĩa với việc là gì ạ? Cái lực biến thiên đoạn thứ nhất bây giờ nó có giá trị là 2AQ, tức là lấy giá trị của Q và nhân với chiều dài của đoạn xét nha các bạn. Đấy. Rồi, chúng ta thay số vào, chúng ta có là gì ạ? N2 P1 cộng P2 và cộng với Q2A. Như các bạn ta nhớ nha, cộng với Q2A, vì cái đoạn biến thiên này là không nằm ở cái đoạn chúng ta xét. Vì vậy là cái lực của nó thay bằng lực tập trung bằng cái giá trị của lực nhân với chiều dài nha. Còn cái thứ hai là nếu mà người ta cho chúng ta cái số lực thì chúng ta nhân với cái giá trị của lực là nhân với số lực nha. Thì ở phần cơ lý thuyết tôi có nói qua rồi đấy. Từ đó chúng ta suy ra là cái N2 của chúng ta nó bằng trừ 50 kN, nhỏ hơn 0, như vậy là chịu nén. Tiếp theo này là chúng ta sử dụng cái mặt cắt 33 để xét cho cái đoạn 3. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy này, là cái đoạn 3 này là có lực biến thiên. Và như vậy là các bạn lưu ý này, là ở đây á, là mặc dù là chúng ta xét từ Z từ 0 cho tới 3A, nhưng mà cái phần đang xét là chúng ta chỉ xét thay cái giá trị Z bằng 3A cho tới 4A nha các bạn. Đấy. Rồi sau khi cho cái lực N3 vào, chúng ta có cái phương trình cân bằng như thế này. Các giá trị N3 này, cộng P1, cộng 2Q, cộng P2, cộng P3 và trừ 4P. Còn cái đoạn, cái lực mà biến thiên từ cái lực V3 mà cho tới mặt cắt 33, nó chính bằng là gì ạ? Bằng giá trị của lực, đây là Q mà nhân với cái đoạn mà Z3 trừ cho 3A, và ta cho nó cân bằng bằng 0. Từ đó chúng ta thay số vào, chúng ta suy ra các cái hàm của mình là hàm bậc nhất có giá trị biến Z. Vậy thì vẽ biểu đồ của cái đoạn này là chúng ta cho cái điểm đầu và điểm cuối. Thì ở đây chúng ta có thể cho các giá trị là Z bằng bằng 0, hay là ở đây chúng ta cho là, như ở đây là thầy nói là chưa rõ một xíu nha, ở đây ta thay cái giá trị Z bằng 3 đấy các bạn. Z này bằng 3A nha.
chúng ta xoay cái giá trị là z bằng 3a thì chúng ta sẽ có n3 của chúng ta bằng trừ 65 kN. Trong trường hợp là cái biến thiên cận dưới thì chúng ta thay cái z bằng 4a thì khi đó chúng ta xác định được n3 của ta bằng trừ 75 kN. Như vậy là cái đoạn biến thiên này chúng ta xác định xong. Tiếp theo này, ở cái phần phía dưới này là chúng ta sử dụng mặt cắt 44, và tương tự như vậy để cho nó cân bằng thì chúng ta đưa n4 vào, thì sau đó là chúng ta có cái phương trình như thế này. Ở đây chúng ta sẽ thấy này, có hai cái đoạn là ban đầu, là cái đoạn ban đầu thì là ta có giá trị của lực tập trung là 2a nhân với q, và cái phần đoạn thứ ba này này nó sẽ là a nhân với q nha các bạn. Và nó quay xuống thì đừng đồng nghĩa với việc ở đây ta cũng lấy dấu cộng nha các bạn. Rồi sau đó là gì, chúng ta cho nó cân bằng và chúng ta suy ra n4 của chúng ta là bằng bằng trừ 50 kN, nó nhỏ hơn không và nó chịu nén. Sau khi đã có các giá trị n1, n2, n3, n4 thì chúng ta phải biểu đồ như thế này. Thì ở trong cái bài toán này chúng ta nhận thấy là gì ạ? Là nó chịu nén nên mà nó nằm ở bên trái của trục nha các bạn. Rồi sau đó câu số 2 của người ta yêu cầu mình kiểm nghiệm bền, và nếu mà nó chưa đạt yêu cầu thì chúng ta thiết kế lại. Và ta nhớ rằng là ở cái trục của chúng ta hay là cái thanh chịu lực của chúng ta này đây là hình vuông. Vì vậy là chúng ta phải sử dụng cái là VWX, người ta gọi là moment chống uốn nha các bạn. Thì khi đó là VWX nó sẽ bằng là B nhân H bình phương mà chia cho 6. Hôm sau vào cái chương mà dầm chịu uốn á, thì dầm chịu uốn phẳng á, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái dạng bài toán này. Thì sau đó là gì, sau khi chúng ta đã có cái sigma x moment chống uốn, nó sẽ bằng là B nhân với H bình phương chia cho 6. Từ đấy chúng ta thay số vào, chúng ta có cái giá trị là sigma của ta bằng 18,75 kN trên cm vuông. Và như vậy là gì, nó lớn hơn sigma cho phép bằng 14 kN. Như vậy là cái thanh này là không thỏa điều kiện bền. Thì người ta yêu cầu mình nếu không thỏa thì hãy thiết kế lại. Thì để thiết kế lại thì có hai cái phương án để thiết kế. Thứ nhất là chúng ta là thiết kế lại kích thước trục. Chúng ta kích thước lại cái diện tích của cái mặt này. Bằng cách là gì, chúng ta sử dụng công thức và chúng ta để các cái biến là B và H như thế này. Rồi là gì, chúng ta cho nó nhỏ hơn là cái ứng suất cho phép bằng 14. Từ đó chúng ta suy ra cái giá trị của chúng ta là cái tích số là B nhân với H là hai cạnh của cái thanh hay là cái trục chịu lực này nó phải lớn hơn là 5375,1 cm³/m³. Thì như vậy thì cái trục hay cái thanh này nó sẽ đảm bảo điều kiện bền. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng nguyên cái diện tích trục này và chúng ta thay cái tải trọng. Thì ở đây là gì ạ? Là chúng ta thứ hai này, chúng ta thay cái tải trọng. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta sử dụng công thức sigma bền, nó sẽ bằng là trị tuyệt đối của mx và chia cho VWX. MX là moment chống uốn nha, moment uốn, còn VWX là ở đây ấy, là cái bài này là moment chống uốn thì nó nhỏ hơn 14 kN trên cm vuông. Từ đây chúng ta suy ra trị tuyệt đối của M nó sẽ nhỏ hơn 14 nhân VWX và có giá trị là bằng 9333,33 kN nhân với cm. Như vậy là cái dầm này thỏa mãn điều kiện bền khi là cái giá trị của moment này nó phải nhỏ hơn là 9333,3 kN nhân với cm. Như vậy là ở cái phần hôm nay là một số cái bài toán để kéo đến đúng tâm. Thì nếu có cái ý kiến hay là có cần gì trao đổi mà các bạn comment ở phía dưới để chúng ta cùng nhau là nghiên cứu. Cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.